Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, video clip này sẽ đánh giá Suzuki Acelo 125, chiếc xe côn tay tầm trung, ngon, bổ và rẻ. Xe côn tay Suzuki Acelo 125 phân khối, 4 số, động cơ 4 thì, 1 xi lanh, bình xăng có dung tích là 4,3 lít và giá bán phiên bản côn tay. Giá bán phiên bản côn tay hiện nay vào thời điểm là 25 tháng 12 năm 2016 thì có giá là 27.790.000. Còn phiên bản côn tay mà đen mờ thì có giá là 28.290.000 đồng. Còn phiên bản côn tay Xtar thì cũng có giá là 28.290.000 đồng. Còn nếu như Acelo mà phiên bản côn tự động thì có giá là 23.990.000 đồng. Đây là bảng giá của Suzuki Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Và giá này thì đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Thông thường thì giá của Suzuki thì không có bị chênh nhiều như là các cái hãng xe khác như là Honda hoặc là Yamaha. Thì về thông số kỹ thuật của Acelo 125 thì Acelo sở hữu chiều dài là 1.895 mm, chiều rộng là 715 mm và chiều cao là 1.075 mm. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1.220 mm và khoảng cách gầm so với mặt đất là 125 mm. Xe có trọng lượng khô là 108 kg và dung tích bình xăng là 4,3 lít. Suzuki Acelo được trang bị động cơ xăng 4 thì, 1 xi lanh và làm mát bằng không khí, công suất cực đại là 7,06 mã lực tại 8.000 vòng phút và moment xoắn cực đại là 9,9 Nm tại 6.000 vòng phút, đi kèm hộp số gồm có 4 cấp số. Thì đánh giá chung về Suzuki Acelo 125. Về thiết kế của Suzuki thì Suzuki mà cụ thể đây là Acelo 125 thì nó thuộc dạng underbound, tức là xe máy có cái thùng xăng ở phía dưới yên xe và giống như hầu hết với các cái mẫu xe máy phổ biến ở nước ta. Vì vậy thì Acelo cũng không thật sự nổi bật về thiết kế, vì nhắm tới phân khúc phổ thông là dưới 30 triệu nên là thiết kế của Acelo cũng rất là đơn giản. Đơn giản nhất thì có lẽ là cụm đồng hồ hiển thị của xe. Nó chỉ có các cái chức năng vô cùng đơn giản như là hiển thị tốc độ, xăng, số km đã đi được và đèn báo hiệu xi nhan. Tay lái thì gồm tay cầm, tay thắng, tay côn của Acelo thì cũng rất đơn giản. Giống như bao chiếc xe khác, nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Có một điểm khá bất tiện ở Acelo là hai kính chiếu hậu của xe thì rất là ngắn, không vươn ra khỏi tầm với của tay lái xe. Vì vậy thì không sợ vướng các xe khác khi đi chạy ngoài đường. Có một điểm khá là tiện lợi ở Acelo, đó là hai kính chiếu hậu của xe thì nó không có vươn ra ngoài khỏi cái tầm với của tay lái. Vì vậy khi mà chúng ta chạy xe thì không sợ vướng vào các cái xe khác. Điều này thì Exciter hoặc là Winner thì đều đang mắc phải. Và Suzuki thì trang bị cho Acelo bản côn tay hai thắng đĩa, một thắng đĩa ở phía trước và một thắng đĩa ở phía sau. Và thắng đĩa thì chắc chắn là sẽ ăn hơn là cái phanh thắng tang trống, nhưng nếu mà chúng ta thắng gấp thì sẽ dễ bị trượt bánh. Vì vậy khi mà sử dụng thắng đĩa thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Và cảm giác thắng xe trên Acelo thì cũng khá tốt khi chạy xe. Thì nếu như một số bạn mà thường thắng trước mà quên đạp thắng sau thì cũng cảm thấy là rất ít khi bị trượt bánh. Dĩ nhiên là trong cái trường hợp này thì chúng ta chỉ nhấp nhẹ thôi. Và những ai mà đã chạy xe thắng đĩa thì chúng ta cũng biết là nên nhấp nhẹ rồi nhả chứ không là không bóp ghì chặt. Và như giống như phần lớn các cái xe máy ở Việt Nam thì vỏ xe của Acelo là vỏ zin thì nó không có nhiều cái ưu điểm, bởi vì cái kích thước bề ngang của nó quá nhỏ.
70 trên 90 cho bánh trước và 90 và xin lỗi và 80 trên 90 cho cái bánh sau. Mâm của nó thì là 17 inch. Và như vậy thì chúng ta có thể gắn cái bánh to, bánh sau cho nó to lên một chút xíu. Ví dụ như là 100 trên 70 giống cái bánh sau của Exciter thì nó sẽ giúp xe bám đường tốt hơn, và đặc biệt khi là bo cua và cái đường gồ ghề. Tuy nhiên thì khi lốp to thì cũng đồng nghĩa là ma sát nó tăng lên, dẫn đến là xe chạy nó sẽ không có lướt nhẹ. Thì một số anh em mà nó đua bơi đó thì cái lốp của nó chạy cái lốp rất là nhỏ, chạy lốp rất là nhỏ. Với cái thói quen sử dụng xe máy ở Việt Nam thì xe máy ngày nay thường được trang bị cốp để đồ, vì vậy Asilo thì cũng không ngoại lệ. Cốp xe tuy không to bằng Way hoặc và không to bằng Future nhưng nó cũng đủ để chứa đồ và có thể chứa được một cái áo mưa, một chai nước suối, một vài cái vật dụng cá nhân khác, một vài cái vật dụng cá nhân khác, cờ lê ốc vít. Thì về điểm này thì nó là một cái điểm cộng, nó ăn đứt Exciter và Winner, vì Exciter và Winner thì gần như là không có cốp và có chăng để được một vài cái vật dụng rất là nhỏ mà thôi. Đó, thì nó không có cái cốp ở giữa như là thằng Asilo. Về cảm giác lái thì cái con xe côn tay này nói chung là nó vì là nó núp dưới cái bóng quá lớn của Suzuki Sport RGV và FX 125, nhưng mà cái phải nói rằng là cái tiếng máy của xe thì nó rất là êm, nó rất là êm. Khi chạy gần song song với các loại xe khác thì gần như là chúng ta cũng không có thấy cái điểm gì nó nổi bật. Phần lớn có thể là cái âm thanh nó phát ra từ cái hộp xích của xe thì có thể là nó chạy nó lẹt xẹt một chút, chứ không có cái gì là quá khác biệt. Và nếu chúng ta bóp côn mà để số 2 hoặc số 3 và nẹt bô thì tiếng máy nó gầm lên một chút, nhưng mà nó có thể là gầm lên cái tiếng gầm của một cái con thú nó yếu ớt chứ không phải là tiếng gào thét của một mãnh thú. Thì đây cũng dễ hiểu thôi, vì cái phân khối của nó chỉ có 125, mà Exciter và Winner thì cái tiếng của nó cũng cũng không to được, trừ khi chúng ta móc vô. Còn thằng Suzuki Sport thì thôi chúng ta khỏi phải nói rồi. Về cái việc mà sử dụng cái hộp số 4 cấp thì cái dải số của nó rất là dài, nó không ngắn như Exciter 5 số hoặc là Winner 6 số, nên là trong cái điều kiện mà chạy trong thành phố thì khá là hợp lý, khá là hợp lý. Và có thể là chúng ta chỉ cần sử dụng số 3 nếu mà chạy trong thành phố, đặc biệt là phố đông đúc. Nếu mà chạy dưới 50 cây số thì có thể số 3 hoặc số 2 là có thể là ok rồi. Và khi chúng ta chạy số 2 trên Asilo thì có thể chạy được cái tốc độ khoảng 40 cây đến 50 cây số một giờ một cách thoải mái mà máy không bị ghi. Và khi móc số trả số mà không cần bóp côn thì cảm thấy nó êm hơn ở Exciter một chút, tức là nó không không có chồm mạnh lên như là Exciter. Và khi đạt đúng tốc độ của số thì có thể thoải mái đạp trả số mà không sợ giật, và nó giống như là cái xe côn tự động. Tuy nhiên thì anh em cũng không nên tập cái việc này, cái việc mà đi xe côn mà lại không cần bóp côn, thì cái việc này thì đòi hỏi nó phải có một cái kỹ thuật, và cũng khuyên anh em là nhất là anh em mới thì không nên thử. Về khả năng tăng tốc thì nước đề của Asilo rất là tốt, và tùy theo cách chạy của mỗi người mà họ sẽ cảm thấy khác nhau. Và cái độ dài tay ga của Asilo nói riêng và Suzuki nói chung thì nó ngắn hơn những các cái xe khác. Vì vậy khi mà thử xe thì nếu mà muốn thử cái sức mạnh đề pa của xe Asilo như thế nào thì tác giả đã đạp số và kéo ga dứt khoát, và hậu quả là thường xuyên kéo hết ga của xe nhưng tốc độ đạt được thì không nhanh lắm. Và sau vài phút làm quen, nắm được cái đặc điểm này thì biết nương ga và kéo đều tay hơn, thì thấy là nước đề khá là ngon lành. Và nước đề thì nếu mà chạy một người thì đề pa khá là tốt, nhưng mà nếu mà chở hai người thì đề pa sẽ không nhanh. Và dĩ nhiên là Exciter hay Winner thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và khi lên đến cái tốc độ khoảng 60 km một giờ
Đặc biệt là số 4 thì máy rất là êm và bạn vẫn hoàn toàn làm chủ được tay lái vì gió mới chỉ vi vu nhẹ qua tay. Xe rất đầm.